Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, con người dùng mồi bọc lưỡi câu để câu cá. Những con cá ham mồi đã bị mắc bẫy, để rồi kết liễu cuộc đời của chúng trên bàn ăn. Vô số cá tham mồi đã phải chết tức tưởi trước thời hạn. Cuộc sống con người cũng bị bao phủ bởi nhiều cạm bẫy với vô vàn những cám dỗ khác nhau do ma quỷ bày ra. Ma quỷ thì rất tinh quái, nó biết rõ những nhu cầu của con người, từ nhu cầu ăn uống đến nhu cầu ham mê danh vọng, địa vị và chức quyền. Cái khôn của ma quỷ là làm cho cám dỗ mang một dáng vẻ hấp dẫn, hợp với sở thích và ý muốn của con người, nên có sức thuyết phục cao và nhiều người đã mắc bẫy. Vậy cám dỗ có từ khi nào, thưa quý ông bà và anh chị em? Cám dỗ xuất hiện cùng với sự có mặt của con người. Cứ ăn đi, vì khi ăn, mắt con người sẽ sáng ra và sẽ có trí khôn được như Thiên Chúa. Trong bài tin mừng của Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, cho chúng ta thấy ba cơn cám dỗ mà Đức Giêsu phải đương đầu hôm nay, gồm tóm tất cả mọi thứ cám dỗ mà con người thường gặp. Cơn cám dỗ thứ nhất, cám dỗ thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu. Con không biết hôm thứ tư lễ cho vừa rồi, có ai trong chúng ta ăn chay mà cảm thấy đói bủn rủn, hay tự nhiên ngày đó thấy cái gì cũng ngon, thấy ngày hôm đó dài hơn những ngày hôm khác, hay tự nhiên cứ muốn lấy một cái gì đó để ăn không? Con nói như thế để cho chúng ta thấy, sau khi Đức Giêsu ăn chay 40 đêm ngày, Chúa cảm thấy đói và có lẽ là đói lắm. Ma quỷ thấy vậy, liền đề nghị Chúa biến đá thành bánh mà ăn. Thật là một đề nghị hợp lý. Đói thì phải ăn, muốn ăn thì phải có bánh. Nhưng có bánh bằng cách nào mới là vấn đề. Không phải cứ có nhu cầu là phải thỏa mãn ngay, và nhất là không được dùng những cách không hợp đạo lý để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Cơm bánh tượng trưng cho những nhu cầu thiết yếu của con người. Nhu cầu của con người thì có rất nhiều và xem chừng có khuynh hướng ngày càng gia tăng. Và cũng vì thế mà cơm bánh cám dỗ những nhu cầu ngày càng lớn. Cơn cám dỗ thứ hai, muốn có quyền lực thống trị. Ma quỷ biết Đức Giêsu muốn cứu độ loài người, nên đề nghị tặng người tất cả các nước trên trần gian. Chúa sẽ không phải mất công chịu đau khổ và chịu chết. Chỉ cần quỳ xuống thờ lạy ma quỷ, mọi vua quan, dân chúng các nước sẽ răm rắp tuân theo. Thật là tiện lợi. Quyền lực là một cơn cám dỗ muôn đời của nhân loại. Từ ngàn xưa, vua chúa các nước đã không ngừng gây chiến để tranh giành quyền lực. Ngày nay, trong các cuộc chiến mới, người ta không chỉ giết nhau bằng gươm đao súng đạn, nhưng còn bằng quyền lực kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Tuy êm đềm, nhưng cuộc chiến vô cùng khốc liệt. Cám dỗ về quyền lực để thống trị không những không suy giảm mà còn mãnh liệt hơn. Cơn cám dỗ thứ ba, tìm những điều kỳ lạ. Muốn những chuyện thần kỳ, muốn làm những việc kinh thiên động địa, muốn có những thành công lẫy lừng. Cơn cám dỗ này thúc đẩy người ta đổ xô đi tìm phép lạ. Cơn cám dỗ xây tháp Babel từ ngàn xưa vẫn còn tiếp diễn. Xuyên qua những cơn cám dỗ ấy, ta thấy ma quỷ thật vô cùng tinh khôn và hiểm độc. Với cơn cám dỗ thứ nhất, ma quỷ muốn xô đẩy, xúi dục con người chỉ tìm thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu của ma quỷ khi người cho biết con người không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Khi quyết tâm chống lại cơn cám dỗ, đáp ứng những nhu cầu thân xác để chăm lo cho sự sống thần linh, Chúa đã nâng cao phẩm giá con người lên. Với cơn cám dỗ thứ hai, ma quỷ muốn biến con người thành nô lệ cho tham vọng, nô lệ cho ma quỷ. Vì ham hố chức quyền, vì mưu cầu danh vọng mà con người đánh mất tự do của mình, cam tâm làm nô lệ cho ma quỷ và vì tham danh vọng mà đánh mất cả chính mình. Đức Giêsu đã vạch trần âm mưu đen tối của ma quỷ khi cương quyết chối từ danh vọng quyền thế. Chúa còn chỉ cho ta con đường duy nhất phải theo, đó là thờ phượng Thiên Chúa. Chỉ có thờ phượng Thiên Chúa mới đem đến cho con người tự do đích thực, tự do trong tâm hồn, không bị nô lệ bất kỳ một tham vọng nào. Với cơn cám dỗ thứ ba, ma quỷ đẩy con người vào sự nô lệ cho cuồng vọng, điên cuồng, chống lại cả Thiên Chúa, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những ước vọng ngông cuồng của mình. Không còn đến với Thiên Chúa trong tâm tình của người con thảo đến với người cha nhân lành nữa. Cả ba cơn cám dỗ đều có một mẫu số chung là nhằm tách lìa chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và quy hướng về chính mình. Khi đặt mình là trung tâm, là tất cả, thì người ta trở nên nô lệ cho chính mình và cuối cùng là đánh mất chính bản thân. Cám dỗ của ma quỷ hiểm độc vì nó tiến từng bước. Ngày xưa là như thế, ngày nay cũng vẫn như vậy. Những cơn cám dỗ của ma quỷ vẫn như những chiếc bẫy giăng ra để trói buộc con người. Muốn chống trả được những cơn cám dỗ, ta phải bắt chước Đức Giêsu dùng những vũ khí sắc bén, đó là ăn chay cầu nguyện, thấm nhuần lời Chúa và nói không ngay với những lời mời mọc ngọt ngào của ma quỷ dưới mọi hình thức, và sốt sáng cầu nguyện như câu cuối cùng trong kinh lạy cha: Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để mùa chay thánh năm nay lay chúng ta tỉnh thức khỏi những đam mê và những cơn cám dỗ hàng ngày.